Con xin cảm ơn sư Quán Thông đã chúc phúc cho đạo tràng, về con xin hồi hướng đến chư thiên và bà con thân quyến, nhưng con sẽ không đọc bản dịch Việt Nam tại vì hết giờ rồi, để giờ đủ thì giờ để đọc kinh Thỉnh Pháp Sư. Akha sattha cha bung makha dewa naga mahatika phung nhan no anumodan tu chích răng rắc thăng tu sa sa năng. Akha sattha cha bung makha dewa naga mahatika phung nhan no anumodan tu chích răng rắc thăng tu no ga ru. Akha sattha cha bung makha dewa naga mahatika phụng nhanh nô anu mô đành tư chích răng rắc khăn tư nhà ta vô. Ác thà sát thà cha bùng mắt thà đề hoa na gà ma hít thi thà. Phụng nhanh nô anu mô đành tư chích răng rắc khăn tư phà ni nô. Ác thà sát thà cha bùng mắt thà đề hoa na gà ma hít thi thà. Phụng nhanh nô anu mô đành tư chích răng rắc khăn tư nô sa đà. Văn kinh trì khu sa la khâm măng khắc tâm bằng thi đi văn ma ma sa về na hòa cha ma na sa thi đa sệ su ca tăng ca tăng về sắc ta sanh như nhô a thi về ca sắc ta a sanh như nhô ca tăng phùng nắc pha lăng may hàm sắc đề thạ di pha hoàng tu tề về tăng ca tăng su y đinh tăng đinh năng phùng nắc pha lăng may già về ca thác ta na già nặng ti đề hoa gần tòa ni quê đa dùng sắc đề lô khâm hi về sắc ta chiều quăng ta hà rất hệ chúc hà ma nhung nhằn bồ cha nặng sắc đề la băng tu ma ma kề ta xa ti y đằng nhô nha ti năng thô tu xúc ki ta hô tu y đằng nhô nhà ti năng hồ tu xúc ki ta hoàng tu y đằng nhô nhà ti năng hồ tu xúc ki ta hồ tu y đằng qua sanh mê phung nhân à sao vắt cái già và hằng hồn tu y đằng mê phung nhân niết bà na sa phát cây vô hồn tu ma ma phùng na pha gầm sắp ba sắp cả năng ba về ni đề sắp đề nề sa năng phùng na bà gần la bằng tu xa thú xa thú xa thú. Dạ con xin các bạch thỉnh pháp sư. E quang sa hành tắc tì văn mà ba ga hoành tầng a ra chắc tha tùng hì ba quê na tầng đức thô kha rùng nghề nà thi hòa sa dạ tầng mà quốc thà gia phà đề nam mi cha đà dặn ta tổ gia tổ thành cha quốc già đa dồ này về a mặn thà về thi thầm ma tổ ta tổ pháp bù thi sầm phú thô a nù nà thầm ma đề sa năng mà cao quát xà mi đề xề si sắc tà nặng ác thá si thắc thẳng tề na xà thú ầy dồ bằng tề đề xề chú thầm mát đề xa nặng sắp bà di tha pha li xà gia án lúc thầm thẳng khi thà ta huệ. Con xin thỉnh sư sư Liễu Tông cầm nít để trả lời những câu hỏi của các quý vị Phật tử cũng như quý vị trong đạo tràng. Con xin mời sư Liễu Tông cầm mic ạ. Nam mô Tát Pha Quát Tổ Ma Sam Bút Tát Mô Tát Sa Pha Ga Quát Tổ A Ra Hà Tổ Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quát Tổ A Ra Hà Tổ Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Bất Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Cần Sư Nữ. Cần Sư Nam và Sư Nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bất Thà Gia.
Nam mô Bố Thầy, kính bạch chư tổ hiện giả, kính thưa chư quý vị, mời sư Quang Không lên cầm mic, anh em mình nói chuyện với nhau chơi cho vui. Ok, mời sư Quang Không nha. Dạ Nam mô Bố Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Khai, dạ nhà con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào vị cô vị thiền hữu trí thức con đạo tra. Dạ con kính lễ ngài hòa thượng Liệu Tông. Dạ cũng một thời gian dài còn không có vào sinh hoạt, rồi bây giờ mới trở lại thì cũng sau cái đợt dịch Covid thì cũng có nhiều cái sự thay đổi, có nhiều cái sự biến chuyển, nhưng mà sức khỏe thì là thay đổi nhiều nhất. Dạ con thì năm nay là 68 tuổi, nhưng mà sức khỏe thì cũng không có được tốt. Dạ cho nên thì cũng nhất là cái vấn đề trí nhớ. Dạ cái thời gian gần đây thì cái trí nhớ của con nó cũng giảm nhiều bạch ngài. Dạ không biết để mà có thể duy trì hoặc là giữ được cái bộ nhớ của mình cho nó được ổn thì mình có thể có một cái phương pháp hoặc có một cái cách luyện tập như thế nào để mình có thể giữ được cái bộ nhớ của mình nó ổn định không mất ngay. Dạ con xin chuyển mic nhân mic đến ngài ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị. Không ai cái 68 tuổi mình lo gì, chúng tôi là 74 tuổi rồi đó, tuổi gần trời xa đất rồi. Năm tới thì cần trời xa đất theo tuổi tuổi trung bình của mùa này. Đức Phật đã khỏi cái đời này đó, là cái năm này là năm thứ ba rồi đó, thành ra cái tuổi thọ trung bình thì chỉ còn khoảng 75 rồi, thành ra tuổi gần trời xa đất rồi. Chư Thiên đang đứng mắt mắt nghe mà không dám trả lời ông mấy ông Chư Thiên. Thật sự ra đó, cái vấn đề mà bất không phải trí nhớ không, mà tất cả mọi chuyện nó đều từ tốt, nó đi về cái sự suy đồi của nó là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ mình muốn gì giữ thì mình phải lựa một cái giới hạn nào đó. Dùng giới hạn mình đang học kinh điển thì mình sẽ lặp đi lặp lại những cái bài đó. Thí dụ hồi xưa mình đọc 5 lần, 7 lần mình nhớ, bây giờ mình đọc gấp đôi. Chứ còn nếu mà không là mình dễ vui là mình chết. Chúng tôi ở đây cũng vậy, nghĩa là đánh là cái lục lục những cái bài mà kinh nào quan trọng đó, cái đọc đọc để cho nó vô trong cái não mình, nó dính chắc, thì những cái đó là nó sẽ nhớ lâu. Còn nếu mình vẫn dễ vui giống như mình tưởng mình giống như còn thời còn trẻ đó, đọc một vài lần là mình không có cần suy nghĩ gì thêm, thì nó sẽ goodbye mình ở tiếng nào đó, chắc chắn rồi. Bởi vì chúng sanh mà cái sự suy đồi của tất cả những cái cơ phận trong cái thân dài một sải tay này đó là chuyện bình thường. Bữa nay mình không quên thì ngày mai nó cũng quên, mốt cũng quên, là mình cứ lặp đi lặp lại, thì cái sự lặp đi lặp lại nó sẽ giúp cho mình. Giống như là chư tăng
mà nhớ được 31 cũng vậy. Dù rằng đó là có nhiều cái gì đâu có được mời tụng 31, nhưng phải tối là lật ra đọc, lật ra đọc, 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 đọc lần vậy đó. Đọc viết rồi đó, em phải nhớ thôi. Thành ra mình nên tập những cái chuyện như vậy thì may ra nó giúp mình. Chứ còn mình dễ vui thì nó dễ quên lắm. Mà khi nó quên thì cái tâm mình nó bị phiền não nó chen vô. Khi nó chen vô làm càng quên nhiều hơn nữa. Thành ra hy vọng là những cái gì mà siêu quán không đó mà muốn gì gìn giữ để mình có thể tiếp tục được phía sau đó, thì nhất là các pháp của Đức Phật đã dạy đó, nên lặp đi lặp lại trong thời gian mà mình không có việc gì làm, nên tụng những bài đó lặp đi lặp lại thì nó sẽ giúp mình nhớ. Nam mô Bổn Thầy Giá. Rồi quý vị nào có những câu hỏi thì xin nêu lên để chúng ta thảo luận với nhau. Kia đừng nghe đại sư Quảng Không 68 chúng tôi 74 quý vị không có nên chịu gì nằm ngủ tại vậy. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ cảm ơn cô Metta, dạ cảm ơn nguồn Lào Cai. Dạ con xin ảnh lại sư Trí Đức, sư Liễu Tông, sư Quán Không, quý sư quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy đạo tràng yên quá nên con cầm mic con đặt câu hỏi. Dạ thưa sư, dạo này trên thế giới thì cũng có nhiều khi dịch bệnh và chiến tranh thì làm cho nhiều người hoang. Thì con nguyện giống như là nguyện tránh ba tai nước lửa binh mà không có đề cập đến dịch bệnh. Thì như vậy nước lửa binh có phải là những cái điều mà nó xảy ra thường xuyên hơn là dịch bệnh không thưa sư? À, sư có thể chỉ với con điều này mà tại sao con không nghe là đề cập đến dịch bệnh mà thường là tránh ba tai nước lửa binh. Dạ con xin dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó thì cái nào nó có cái nguy hiểm riêng của nó, binh đạn đồ này kia ông sùm nó, thì thật sự ra đó có thể nó giết không nhiều bằng mấy mấy con dịch vật này, nhưng mà người ta thấy trước mắt. Còn cái bệnh thường thường người ta không có thấy, nghe bệnh trong cái người mạnh vậy đó. Tới chừng nào mà đủ lực nó kéo mình là nó kéo thôi, chứ đâu ai thấy bệnh là gì đâu. Nhưng mà khi mà có những cái con dịch lớn từ thời Đức Phật đã có rồi, trong kinh điển ghi đàng hoàng, tôi nói ngài Ananda đó là đi vòng quanh cái thành mà tụng cái bài kinh Ratana Sutta, kinh về Tam Bảo đó, chọn cả đêm đó để cho mấy cái con kia nó đi chờ để chấm dứt cái những cái cơn dịch vậy. Thì thời nào cũng có, thời này không có những cái con mà do người tạo thì cũng có những cái con nó phát sinh do thiên nhiên. Cúng mùa lạnh này đó là ở Mỹ là bắt chết hoài là vậy đó. Rồi không chừng kìa, năm tới là bắt chích cái mũi thứ hai giờ để giờ trị cái con cúng tàu này nè. Nói chuyện đó mình đừng có quan trọng cái chuyện đó, mình đọc mình gì thì mình đừng quan trọng. Cái quan trọng đó nó giúp được mình, nó chỉ có thiền pháp mình tạo mà thôi. Tây tâm đồ na thổ, thiền pháp là nơi nương nhờ của chính cái thành ngũ quẩn này. Mình tạo nhiều cái thiền pháp đó nó giúp cái cơ thể này chống đối được một số cái chuyện mà nó là quả của cái nghiệp xấu. Bởi vì cái bệnh của chúng sanh phát sanh
Thường thường là nó do nghiệp, do tâm, do vật thực và do thời tiết, bệnh bệnh chúng sanh. Thành ra nếu mà do nghiệp thì chịu. Cái phước thì do tâm là thường thường mình suy nghĩ cái gì đó, mình suy nghĩ quá mức, mình vận động quá mức thì nó làm cho cái điều kiện của cái tứ đại nó không điều hòa. Quý vị nên nhớ tâm là một trong bốn cái nhân để làm cho tứ đại nó nương vào đó để nó phát sanh. Thành ra khi cái tâm mình buồn phiền phiền não thì đó là những cái sắc mà nó dựa vào cái buồn phiền phiền não mà nó phát sanh, là nó dựa vào cái ác pháp để nó phát sanh. Thì dĩ nhiên những cái sắc đó là nó không phải thứ tốt rồi, nó là thứ dỗm. Còn cái trường hợp thứ ba là do vật thực, là mình ăn những cái nó cơ thể không chịu nổi phát sanh bệnh. Thời tiết như vậy, quá lạnh quá nóng vậy. Thì có những cái mà nó khi nó phát sanh đó, là nó dựa vào một số điều kiện về cái nghiệp của chúng sanh. Ví dụ như chúng sanh ở cái xứ đó mà không có những cái chuyện gì mà mình thấy hàng ngày đó, thì thường thường những cái loại bệnh đó, nó bệnh mà phát sanh mà do nghiệp nó ít lắm. Ví dụ như bệnh dịch lồng lõi phát sanh do nghiệp, tại chúng sanh tạo ra, mà con quay rết này chúng sanh tạo ra, do nghiệp bây giờ tạo. Thành ra người nào có cộng nghiệp mà mình sống ở đời thì mình cộng nghiệp nhau là chuyện thường lắm, chứ không có gì đó. Bởi vì kiếp này mình sanh là người Việt, nhưng mà một hai kiếp trước mình sanh làm người Tạo hay mình sanh làm người cái gì đó thì mình cũng có cái những cái cộng nghiệp xấu đó. Thì mà hãy nó đi ngang trúng mình rồi mình lãnh đủ. Thành ra trong thời gian mà mình không có những cái cơ hội mình làm được thiện pháp lớn thì thiện pháp nhỏ cũng phải làm cho nó liên tục. Thì những cái thiện pháp nó giúp cho cái cơ thể này chống lại những cái điều kiện đó, người xấu xa đó. Thành ra khi mà mình bị cái triệu chứng gì đó, cái quan trọng nhất là mình cứ đi bác sĩ đi. Nếu bệnh đó do vật thực cho thời tiết, bác sĩ nó chữa được liền mà nó không cần phải làm gì nhiều. Còn có những cái bệnh mà nếu mà mình có thể nghĩ được nó do cái sự suy nghĩ tào lao của mình nó làm phát sanh đó, thì mình có thể mình dùng những cái pháp thiền hay là những cái pháp gì mình tạo thiền pháp bằng một trong 10 thiền phương pháp tạo phước đó, mà nó liên quan tới tâm của mình đó, để cho cái tâm mình nó trở thành thiền pháp. Mà trở thành thiền pháp thì cái tứ đại này nó nương nhờ vào thiền pháp thì nó là được cái nhân tốt, thì nó sẽ giúp cho mình đi qua khỏi những cái đó. Chứ đừng bao giờ mình cứ lo ngại hỏi mỗi lần mà có chuyện gì cái nhà vô lấy kinh ra tụng cầu an cầu đó, chồng cái chuyện đó đó mình đừng có bao giờ mình suy nghĩ là nó có nhiều kết quả đó. Bởi vì trong kinh điển Đức Phật không có dạy cái vụ đó. Ngài chỉ dạy những cái bài kinh đó mà mình nghe đó để cái tâm mình nó thành làm thiện pháp. Mà cái làm thiện pháp thì nó giúp đỡ những cái bệnh do tâm phát sanh mà thôi. Hoặc là thiền pháp nó có thể giúp đỡ cái tâm vô nghiệp phát sanh, nếu cái nghiệp cho quả nó nhẹ thì cái thiền pháp mình tạo nó ngược lại cái điều đang cho quả đó thì nó cũng giúp được. Thành ra có những cái là mình phải biết một số điều kiện để mình làm cái đó thì nó mới đỡ. Thì bây giờ cũng vậy, mình ráng gắng mình tạo thiền pháp thì chính cái thiền pháp đó nó là cái phần mà nó giúp mình phòng thủ được những cái này. Quý vị không tin, quý vị có thể lên báo chí để tìm, để có những gia đình đó bị hết, chỉ có một đứa thôi, một người trong đó không bị rồi, ở chung nhau á, không ai ở chung nhau, tại thiền pháp người đó còn mạnh. Thành ra mình ráng gắng mình tạo thiền pháp để giúp đỡ đó, trước khi mình nghĩ tới cái chuyện là các nhà khoa học đó tìm ra thuốc chủng thuốc ngừa gì đó, quan nghĩ chừng đó nên tạo thiền pháp được thì nó sẽ giúp cho mình. Thành ra có nhiều người bị mà nó đâu cần chế thuốc, uống thuốc gì nó cũng hết bệnh là vậy. Không có cái thiện pháp mình tạo được nhiều ít mà thôi. Đó là những cái chuyện mình nên để ý. Chứ còn mình để ý cái chuyện mà từ bên lửa này kia xong, thật sự nó không có chuyện gì như vậy đó. Con người ta đó có nhiều cái chết đó, mà chết vì thù hận đó, nó cũng là con số rất là đáng kể. Người ta hay bài chuyện ra, bài chuyện này chuyện nọ. Ví dụ như con dịch này nó tấn công nhân loại chưa xong thì thấy ông Nga kiếm chuyện với ông kia liền, phải không? Nó có nhiều chuyện như đó, mình đừng, tại vì cái phước của dân tộc yếu quá thì mình chán chịu đi,
mình học theo Phật thì mình cứ cố gắng làm phước cho nhiều, thì nó không giúp mình thì nhiều thì nó cũng giúp mình một phần nào đó để mình có thể thoát khỏi được những cái chuyện mà ở ngoài đời nó đang xảy ra. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, xa thú, xa thú. Dạ, sư nói cái điều mà về COVID là con cũng thấy rất là đúng, con xác nhận là, trong cái khoảng mấy tháng trước á, gia đình con cũng có nhiều người mà bị COVID mà cái loại Omicron thì sau này nó nhẹ đó. Rồi nhưng mà cũng có một đứa con mỗi ngày ăn uống chung, đi chung xe, ngủ chung mà nó học trong trường, rồi nó thử hàng tuần không bao giờ bị. Mà không khi người này người kia bị, mà nó cái người nó không bị cũng không bị, mà có một số bạn bè cũng cũng có chia sẻ như vậy. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Thì theo theo trong cái thời gian mà như vậy đó, thưa sư, có những cái bài pháp nào mà để cho Phật tử tụi con mà tụng đọc trong cái thời gian những cái lúc chẳng hạn như là hiện nay đó, để mà cho mình giữ được cái tâm bình an không, thưa sư? Hay là bài pháp nào cũng có thể tụng đọc được, hay có những cái bài pháp nào mà cho nó hợp cho những cái giai đoạn này không, thưa sư? Con xin sư chỉ dẫn cho con biết thêm ạ. Con xin dẫn biết đến sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thật ra nó có khoảng 11 cái bài pháp mà thường thường không biết cái kỳ rồi hay kỳ nào đó nghe nói là đức ngài trưởng lão có dạy quý vị tụng cái gì đó để gọi là cầu an đó. Thật sự trong giáo pháp Phật không có cầu an. Cái mà cái bài mà quý bạch tị ba hả giá sập phá sơ sẩm bạch tị xịt thi gia sập phá thúc khả quý na xả giá sập phá phá giá quý na xả giá và sập phá rồ khả quý na xả giá đó. Cái bài kinh đó đó nó gọi là những bài gọi là kinh hậu kỳ. Cái bài mà tôi chúng tôi vừa đọc vắn tắt đó, cái gọi là cái lời cầu để chư tăng tụng kinh hộ trì, tức là gọi là không arathana khóa và đi tá đó, thì có nó khoảng 11 cái bài kinh hộ trì như vậy. Một bài kinh là nó có chữ bà đi tá phía sau đó, thì khi nào quý vị muốn đọc thì quý vị lựa những cái bài đó quý vị đọc nha, để chúng tôi nhớ. Chúng tôi cũng ít có đọc rồi, để chúng tôi có ghi thì cái gì đó này, coi 16 bài kinh đó. Bài kinh mà có chữ bà lễ tá đó, để chúng tôi coi kìa. Nè, thứ nhất là kinh Điềm Lành, thứ hai là kinh Châu Báu, thứ ba kinh Lòng Từ, thứ tư kinh Quẩn, thứ năm là kinh Khổng Tước, thứ sáu là kinh Chim Cúc, thứ bảy là kinh Ngọn Cờ, thứ tám là kinh A Xả Năng Chi, thứ chín là kinh Anguli Ma Lá, thứ mười kinh Thác Chi, thứ mười một là kinh Ban Mai. Để chúng tôi là cái quyển bài kinh tổng này tìm để tìm cho quý vị thôi. Cái nó nằm đâu à? Nó có chữ bà Đế Tá phía sau đó. Bài kinh đầu tiên nó gọi là Khảnh Thá Bài Thí Tá, tức là tụng bài này liên quan tới thí dụ bị những con thú con gì mà nó làm cho mình sợ hãi nguy hại đó, là Khảnh Thá Bài Thí Tá Vi Ru Bạc Khể Hi Mê đó. Cái bài thứ hai là Chảnh Thá Tạ Bài Thí Tá. Bài thứ ba là Mô Rá Bài Thí Tá. Bài thứ tư là quách tà cả bà lý tá. Bài thứ năm là bài kinh Ngọn Cờ đó, bài kinh Cờ gọi là Tha Chắc Khá Bà Lý Tá. Rồi cái bài kinh kế tiếp gọi là A Ta Na Tỳ Giá Bà Lý Tá. Nói chung tôi coi trong cái quyển kinh tụng này.
Nó cũng nhiều lắm bây giờ, 11 bài tất cả đó. Rồi cái bài kinh kế là Angulimala Paritta. Rồi cái bài nữa là Phốt Chăng Khá. Phốt Chăng Khá và Paritta kinh Tất Giác Chi đó. Rồi cái bài nữa là A Phá Giá và Paritta. Rồi cái bài nữa là nó gọi là bài Thiêu Quá Ta gì đó. Là Trái Giá và Paritta. Nó có khoảng 11 bài kinh như vậy. Thì quý vị về cái tìm trong những cái quyển kinh mà của mấy cái chùa đầy đủ đó, kiếm 11 cái bài kinh đó. Thì khi rồi quý vị tìm hiểu xem cái nội dung của nó liên quan tới cái gì. Thì khi nào quý vị có những cái chuyện liên quan tới cái đó thì mình tụng, ví dụ bài kinh Niệm Lành thì là cầu mong cái ước mong được có sự an lạc hạnh phúc, ví dụ gia đình có trục trặc gì đó. Rồi bài kinh Châu Báu là để tránh khỏi các bệnh tật đói khát hoặc là bị quê phi nhân quấy phá. Bài kinh Lòng Từ tức là bài kinh rải tâm từ đến tất cả mọi chúng sanh, phi nhân đồ này kia đó. Ví dụ mình ở trong cái vùng mà mình nghĩ là có người nói là có ma nhát thì nửa khuya nghe tiếng động động này kia trong đó, thì mình nên tự tụng bài kinh Lòng Từ này. Còn bài kinh nữa là kinh Quẩn, tức là rải tâm từ đến các loài côn trùng bò sát rồi này kia. Kinh Khổng Tước là bài kinh nói về sự an toàn của những cái cạm bẫy mà con xung quanh đình mò mình. Còn bài kinh Chim Quốc là để tránh quả hoạn. Còn bài kinh Ngọn Cờ đó thì tránh được khỏi sự kinh sợ khiếp đảm. Còn kinh A Xà Năng Chi là tránh sự khuấy phá của phi nhân. Hay là mình nói những người phước mặt mình thấy đó, kinh Đăng Khu Li Ma Lá. Bài kinh này đó là cái bà sản phụ đó mà đẻ không ra đó, rồi ông Angulimala ông ra ông nói không? Kể từ ngày tôi mà đắc quả giờ tôi không có nói lời nào mà thừa, không có đúng sự thật, xin cái sự chân thật đó được mẹ tròn con vuông vải xanh là được em vui đó, là vậy đó. Mà còn kinh Thất Chất Chi là để bệnh tật ốm đau nóng nền thành ra đó là những 10-11 cái bài kinh đó quý vị tìm trong lại cái quyển kinh tụng đó thì thấy thành ra để chúng tôi coi lại thử coi có tiếng Bali còn nó nhiều quá, tại nó nhiều quá. Kinh Niệm Lành tức là Mangala Sutta, tức bài kinh 38 pháp hạnh phúc đó. Kinh Niệm Lành Mangala Sutta. Kinh Châu Báu là bài Ratana Sutta. Kinh Lòng Từ là bài Kalani, tức gì Kalani Giá Mê Ta Sutta đó. Còn bài kinh Quẩn tức là Khảnh Tha Sutta. Kinh Khổng Tước tức là Mô Ra Sutta. Kinh Chim Cúc tức là Quách Tạ Sutta. Kinh Ngọn Cờ là Thá Chắc Khá Sutta. Còn bài kinh dài nhất là bài kinh A Xá Năng Chi tức là A Ta Na Ti Giá Sutta. Còn bài kinh nữa là bài kinh Angulimala, bài kinh Thất Giác Chi, bài kinh Ban Mai. Nó là 11 của bài kinh đó để quý vị thông sẽ được những cái sự lợi ích liên quan tới những cái điều đó. Kinh này 11 bài kinh này là bài 11 bài kinh hộ trì. Thành ra nếu quý vị là tìm trong quyển kinh tụng của mấy chùa họ in đàng hoàng thì quý vị sẽ tìm thấy những bài kinh đó. Thì mỗi tối mới đọc cái đó, đọc bài hai bài nó giúp gì lắm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú dạ, con xin tri ân sư đã nói lên một cái bài kinh này để tụi con có thể tụng đọc để tập trong những cái lúc như thế này. Dạ, thư vậy cũng sẵn con hỏi thêm về mà nếu mà theo cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy về chiến tranh thì nó như thế nào thưa sư? Sư có thể giảng cho con hiểu điểm này và con xin dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thì thật sự chiến tranh là quan niệm của đời, trong Phật giáo thì không có.
nó mỗi khi có chuyện là thường là chư tăng mu đi, tức là dọn đi, chạy trốn, chạy khỏi thì chạy, chạy không khỏi ấy, chẳng hạn như cái lúc mà Hồi giáo mà nó vô Ấn Độ đó thì chư tăng người nào có thần thông thì bay kịp thì bay, còn bay không kịp thì nó cũng giật chứ làm sao được được, bởi vì mình bị mấy cái đó là do nghiệp kiếp nào của mình nó chạy theo đúng nó phá thì mình lãnh đạn thôi, chứ mình có muốn tránh thì cũng tránh không được. Rất nhiều vậy chứ đâu phải ấy đâu. Thành ra đó những cái là mình nên mình ráng cố gắng mình tạo phước. Cái thứ hai đó, cái này thì thật sự ra mình khó chọn, nhưng mà trong kinh nói rõ ràng cái người mà sống mà an lành mà phải chọn cái những cái xứ mà nên ở đó. Ví dụ như bây giờ mình nói mình ở đây cái xứ này nó ăn nó không có làm gì mình, nhưng mà nó đúng xứ đáng ở hay là nên ở thì không có được. Bởi vì cái xứ mà được gọi là nên ở nó có một số điều kiện, ví dụ như cái vị mà đứng đầu cái quốc gia đó phải là cái người có chánh kiến, rồi cái nơi đó đó được hàng tứ chúng đi lại nhau để gặp nhau, gỡ nhau để nghĩa là học hỏi giáo pháp với nhau thường xuyên. Cái xứ đó phải là cái xứ mà dầu rằng không thấy hình dáng chư tăng nhưng cũng có người hiểu biết Phật pháp để giúp đỡ cho mình những cái điều kiện mà mình trong thời gian mà mình bị xa cơ xa ý rồi này kia chồng nó có một số chuyện vậy, thì cái đó là cái xứ nên ở. Còn cái chiến tranh thì bắt buộc là do người đời thì có nhiều phiền não, mà khi nó phiền não nó tới cái mức của nó thì là dương hạ cẳng tay, dương cẳng tay hạ cẳng chân chứ làm sao tránh khỏi được, phải không? Đó. Nhưng mà bây giờ thời buổi này mà tìm những cái xứ mà đáng ở cũng khó, chẳng hạn như mình nói chứ Phật giáo là đứng nghĩa là nhất bây giờ là Miến Điện đó, mà chính phủ nó cũng tào lao nên nó làm như đây làm gì nó, phải không? Ông sư đâu có vũ khí gì đâu, không lẽ nó xách súng ra nó ra đàn áp mình là mình cái mình tụng kinh gãi tâm tư tụng kinh gì à? Nó nghe nó đâu có hiểu đâu. Những bài kinh nó chỉ tụng vào những cái thời nào đó có thể dùng được mà thôi, chứ không phải là khi mình tụng nghe ra cái nó nghe cái nó bỏ nó chạy à, nó chạy vô thì có chứ đừng hy vọng nó chạy ra. Thành ra mình nên tạo phước để riêng của mình để nó giúp đỡ mình trong trường hợp đó mà thôi, chứ còn mình làm gì cũng không được. Cái phước mình nó chưa không đủ sức bảo vệ mình, là mình phải đi theo cái tiếng gọi của tứ thần chẳng có gì lạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú, con xin tri ân sư. Dạ, con nếu mà có anh chị nào trong đạo tràng mà có những thắc mắc trong tuần vừa qua thì có thể đưa tay lên hỏi sư nha. Tại vì con lúc đầu con thấy đạo tràng chưa có câu hỏi nên con cũng đặt một vài câu hỏi. Dạ, thưa sư, nếu như vậy, thưa sư, còn cái người dân á, mà những người dân mà người ta có lòng yêu nước á, mà trong cái thời chiến tranh này mà người ta vì bảo vệ cái mảnh đất quê hương người ta đó, rồi người ta tự vệ, thì theo cái luật đời á, thì là nhiều khi tự vệ người ta cũng không có bị phạm luật theo cái luật đời. Còn nếu mà như về luật đạo thì như thế nào thưa sư? Nếu người ta bắn trước mà người ta mình chưa chết chứ mình bắn lại mà mình trúng vô mình giết cái người đó thì có phải phạm cái tội sát sanh không thưa sư? Luật đạo thì nó đâu có cần không có liên quan tới cái vấn đề luật đời, có phải không thưa sư? Xin sư giảng dùm con điểm này. Dạ, con xin dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kinh Bạch Chư Tòng này. Dạ, kinh thưa chư quý vị, chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, ta có tất cái giết ra chết, giết chúng sanh là chết thì dính ra thôi, chứ còn đời học gì trong đó nữa hả? Làm đi làm nữa mình nên nhớ mà quý vị học trong ngũ giới hoặc tám giới, bởi vì còn cái chi đó khi nào đủ chi là chính thôi, chứ mình đừng có nói là tại chiến tranh tại này tại nọ đó.
người gây chiến này nữa, nhưng mà mình muốn tự vệ đôi khi mình cũng dính chấu như thường, chứ mình đừng có nói là tại vì cái nghiệp mình là mình đã tạo ra một cái vòng luẩn quẩn như vậy rồi thì nên mình mới ở đó. Chứ có những người ta ở cả đời đã những cái xứ giàu rằng cái xứ đó đó nó không có yên ổn giống như một xứ khác, cái chỗ người ta ở nó lại không có những cái chuyện đó, người ta dính dấp vào những cái nghiệp ác đó. Còn mình nhiều khi nó phải nói cho mình phước mình ít quá mình ở cái xứ này, nhưng mà khi mà nó xảy ra những cái chuyện vậy đó, nó thưởng tiền thưởng đồ thì mình ham tiền thì mình cũng cầm súng như được vậy, thấy không? Cái chuyện đó thì mình đừng có bao giờ mình nghĩ là nó là tại cái này tại kia gì cả. Chúng sanh ở chung nhau một cái tập thể thì trong tập thể nó có những cái chuyện mà mình gọi là cộng nghiệp, mà nếu cái biệt nghiệp của mình mà nó tốt thì mình mới tránh khỏi, chứ cái biệt nghiệp mình mà nó không ấy thì mình bị lôi cuốn vào cộng nghiệp đó thì làm mát nhiều khi là cả xứ cho đừng có một hai người chi đó. Còn có những cái người cái nghiệp ta tốt hơn, ta thể ta bỏ ta trốn ra khỏi xứ đó ta ở chỗ khác đó. Thì nó mới nói chứ nhiều khi mình tránh để mình phạm cái không phạm cái lỗi lớn nhưng mà cái lỗi nhỏ vẫn bị, để dụ mình ở cái giấy tờ mình ở chỗ này mình trốn mình bỏ đi ra chỗ khác trong thời cái điều kiện nào đó nó vẫn bắt mình được như thường, chứ làm sao mình tránh khỏi. Thành ra cái chuyện mà nó đâu phải mình mới sống trong kiếp này đâu, cái đời sống mình nó bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi, mà có những cái kiếp mình đâu có trường hợp mình gặp được giáo hóa Đức Phật đâu, biết biết được đâu mà tránh, thấy không? Có những cái xứ mà nó không có được cái lời dạy mà nó tương đối nó đúng theo cái điều kiện của nó đó, thì cái chuyện mà nhiều khi cầm súng đó là được anh hùng chứ không phải là được làm gì chuyện đó, thấy không? Đâu có chuyện cũng rất bình thường thôi đó. Giết người còn được lên thiên đàng nữa, nữa để ông đại diện cho được mấy mấy cô tiểu thư thấy không? Thì mình đừng có nói gì cái đợt cái trong cái đời này mình sống cái cộng nghiệp mình phải biết cái việc nghiệp mình ráng gắng mình tạo cho tốt thì mình mới để tránh khỏi được thôi, chứ mình đừng có nói là nó xảy ra rồi mình tìm cách mình trốn mình tránh, đừng có hy vọng ha. Bởi xảy ra nó là cái quả rồi chứ nó không còn là cái nhân nữa, là rất là khó chứ. Ở đời này sống là chuyện rất khó chứ nó không phải dễ đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, con xin tri ân những lời chỉ dạy của sư. Dạ thưa sư, với lại trong con cũng có nghe trong cái những cái chuyện về tiền thân của Đức Phật đó, thì có lần Bồ Tát phải giết một cái người trinh thám cho 500 tên cướp đó để cứu được nhiều cái người khác. Như vậy những cái như thế nào thưa sư? Nhiều khi mà vào những cái hoàn cảnh như vậy cũng có thể cần cái sự nặng nhẹ để mình hạ thủ như vậy, hay là rồi cái nghiệp thì nó vẫn theo phải không thưa sư? Con xin sư giảng giùm con điểm này, và con xin dâng biết đến sư ạ. Nam mô Bổn Sư Gia Kinh và Chư Tôn Ngài Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Dĩ nhiên mình là người phá thì cái người phá nó phải nó theo mình là cái chắc, nhưng mà nó theo như thế nào nó dựa vào số cái điều kiện khác trong khi mình làm cái nghiệp như vậy. Thí dụ như cái câu mà nó quý vị nghe hay nghe nói đó, sát nghiêu cứu vạn thử đó, tức là mình giết một con mèo để mình cứu vạn chuột, phải không? Cái đó là cái tào lao nhất đó, làm cái đó là chết chứ sao không thể sống không? Bởi vì quý vị nên nhớ đó, là con mèo nó có thể là tiền thân của một vị Bồ Tát nào đó, nhưng mà con chuột thì chưa chắc. Tại nó mình cứu ngàn con chuột mà mình giết một vị Bồ Tát, cái đó nó lộ vốn chứ nó què vốn vậy đó. Thì cái chuyện của này cũng vậy, mình phải coi cái tích chuyện nó từ đâu mà nó như thế nào, là khi Bồ Tát làm đó Bồ Tát quán những cái gì thì mình may ra mình mới có thể mình có cái kết luận được, chứ mình không có hiểu được cái nội dung cái đó, mình không hiểu được cái tình trạng như thế nào thì mình không thể nào mình phán quyết là cái đó đúng hay sai được. Nghĩa là vẫn có thể tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp nó so với sự suy nghĩ của Bồ Tát vẫn nhỏ hơn là cái nghiệp để mình đã bị chúng sát hại. Nhớ chuyện đó, nó mỗi cái nó có một chút cái điều kiện,
riêng của nó, xung quanh cái điều kiện đó là những cái gì thì mình phải biết rõ ràng mình mới hiểu được, còn mình không biết rõ ràng mình nói cũng không có đúng. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú sa thú, con xin tri ân những lời giảng giải của sư. Dạ, bây giờ con xin kính mời đạo tràng có thể đặt câu hỏi. Con thấy có huynh tu học Phật pháp, rồi cô Từ Mẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên, huynh Thính Pháp rất là đông. Xích Pháp Nguồn Lào Cai, con xin nhường mic lại cho đạo tràng có thể đặt những câu hỏi để cho sư giảng dạy ạ. Dạ, con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ chư tôn đức tăng, xin chào quý cô quý vị hữu tri thức trong đạo tràng. Dạ, không biết trong đạo tràng có còn nghe âm thanh rõ không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn Phật Nguồn Lào Cai. Dạ, kính bạch ngài, thì theo như con biết thì tam tạng kinh điển khi mà nó bị hoại diệt, thì nó bị mất thì cái tạng ví dụ pháp nó mất trước. Như vậy thì có phải là do cái tạng ví dụ pháp ít người học, hoặc là khó nhớ, hoặc là như thế nào mà lại, hay là nhiều quá nó bụng hai cái pháp bụng cho nên là cái tạng đó sẽ mất trước, là do ít người học hoặc là người ta không có học được hay sao bạch ngài? Dạ, con xin dâng đức đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch chư tôn, dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình nói nó khó cũng đúng, mà mình nói là không có người học nó cũng đúng. Tại vì bây giờ đó, thật sự ra đó, người ta hiểu lầm lời dạy của Đức Phật rất là nhiều, thành ra người ta có những cái sự suy nghĩ rất là kỳ. À. Chúng tôi không biết từ đâu mà người ta nói rằng Đức Phật thuyết cái đó là thuyết cho mấy ông trời trên đó chứ ngài không có thuyết như này. Thành ra người ta cứ nghĩ rằng cái đó để chư tiên đọc, cái đó nó không có đúng. Nói thật sự ra đó, Đức Phật thuyết á, nha, thuyết di diệu pháp á, là ngài thuyết từ cái bài kinh đầu tiên kìa, bài tham ma cha cặp và quá ta ná sụt, ngài viết, ngài thuyết ở dưới này, chứ không phải là đợi lên đó ngài mới thiết. Nghĩa lên đó ngài thiết theo ông em sư thiên nghe mới dài lâu, nếu mà mình đem cái bộ đi xuống mình học cũng không được. Đó. Thành ra ngài thiết từ đầu đuôi tới này, bởi vì lý do đó tại sao chúng tôi ngài nói vậy, bởi vì chính ngài Ananda đã nói rằng chính tay tôi nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn là 82.000 pháp quẩn, và 2.000 pháp quẩn tôi nghe từ các bạn đồng phạm hạnh. Tôi nghe, hiểu và nhớ 84.000 pháp quẩn. Ngài Ananda không có đi lên cung trời. Thì hỏi ngài nghe gì về pháp ở đâu? Ở dưới này với ở đâu? Nói ngài nghe 84.000 bài pháp như vậy. Tại đó kia ngài trình với 499 cái vị A Hán đang ngồi đó, và ngài xác nhận rằng có bao nhiêu đó, 87.000 bài pháp vậy đó. Kết tập nó tạo lần thứ nhất, lần thứ hai người ta chia có hai thôi, tại vì cái nội dung nó khác nhau, nội dung của tạng lực và nội dung của lúc đó gọi là pháp, tức là pháp và luật. Nhưng mà khi kết tập lên tạng lần thứ ba đó thì các nhà chú giải họ thấy
trong ngày có những cái mà nó rất là khó mà người ta không nhớ được, thành ra họ mới vét ra thành cái tạng duy diệu pháp. Chứ từ đầu, từ ngày kết tập đầu tiên đã đầy đủ là 84.000 bài pháp rồi, có trong đó có luật, có kinh và có tạng duy diệu pháp rồi, nhưng mà họ chưa có chia nha. Cho tới kết tập trong tạng mới và họ mới chia. Thì khi mà họ chia như vậy đó, có lẽ họ thấy khó họ chia ra, thành ra đa số khi mà chúng sanh đi học là cái dễ tập trước. Luật là bắt buộc rồi, trong năm hạ đầu tiên của ông sư bắt buộc phải thuộc. Phích khụ ni luôn, nghĩa là giới của chư tăng và giới của tỳ kheo ni luôn, tư tăng ni luôn. Trong năm hạ đầu tiên ông sư phải thuộc cái hai chứ không phải thuộc một, thuộc cái hai. Tại sao luật bắt buộc phải thuộc cái hai? Tại vì vào thời thì Đức Phật bắt đầu cho thành lập tỳ kheo ni đó, thì ông sư là người giống như là quản trị cả tỳ khu và tỳ khu ni đó. Thành ra phải thuộc, để khi nào mà chư tăng chỉ định ông sư này phải qua dạy cho tỳ khu ni, thì ông sư đó phải đi, mà đi là phải biết luật của người ta để mình thấy mình không có phạm à. Thành ra khi mà nó khó thì nó như vậy, thành ra người ta rất ít học, mà không học thì từ từ nó phải mất. Thầy nó mình nói nó mất trước, có nhiều chỗ nó tại khó tại vậy, nhưng mà không phải tại vì người ít học. Còn cái tăng luật á, tại sao là nó suy được nghe chậm nhất? Luật bắt buộc phải học trong năm hạ đầu tiên đọc chưa phải học hết á. Còn Minh Đăng Kinh học một số bài khoảng 10, một số bài thôi. Còn Duy Pháp thì cũng một hai cái phẩm đầu tiên thôi. Còn mấy cái kia thì sau năm hạ muốn học thì học, không học thôi. Đó là lý do tại sao mà những cái phẩm đầu tiên thì còn giữ được nhiều. Mà phẩm sau cùng nó vừa giờ chi tiết mà vừa vừa khó, thành ra người ta không có để thì nó phải mất trường đoạn chứ sao. Nó mất không phải là nó biến mất. Nó còn ở đó nhưng mà không ai học hết đó, không ai học. Rồi bây giờ đó mà thường thường chú giải ta dựa vào số là cái lời giải của Đức Phật, ta nói là giáo pháp của Đức Phật chỉ có 5.000 năm, nghĩa tồn tại thế gian 5.000 năm. Nó có nhiều cái điều kiện dữ lắm để làm cái giáo pháp suy đồi. Dầu rằng tất cả chư tăng đều học cả tam tạng nữa, giáo pháp vẫn suy đồi như thường. Nó suy đồi dựa vào chế định của Đức Phật. Chế định Đức Phật là ông sư muốn làm được thầy tế độ phải 10 hạ. Mà ông sư mà muốn, người thường muốn được tu là ông sư đó, là phải 20 tuổi. Tức là ông sư đó thành thầy tế độ phải 30 tuổi rồi. Vì thế không? 30 tuổi mới được làm thầy tế độ. Rồi bây giờ quý vị cứ tính đi, cứ 100 năm là suy đồi một tuổi. Đó. Thành ra tới phải vào khoảng Phật lịch 7.000 đó, thì con người ta lúc đó còn khoảng 30 tuổi trung bình. Thì hỏi tìm đâu ra ông thầy tế độ để cho tu tiếp. Thành ra giàu có học hết tam tạng, duy pháp là gì học hết đi, thì tới Phật lịch khoảng 7.000 thì chúng sanh vẫn mất hết những cái gì mà Đức Phật đã để lại. Bởi vì đó ông sư không còn nữa. Bây giờ đã mất tỳ khu ni rồi, mà mất tỳ khu ni thì mất cái tính là cả ba luôn. Giáo pháp Đức Phật là có 5 hạng, thì sa di là 2, tỳ kheo ni là 3, sa di ni là 4, và sikkha mana là 5. 5 người đó được gọi là tu sĩ Phật giáo. Đó. Thì bây giờ chỉ còn tỳ kheo với sa di thôi. Tới luật lịch 7.000 là không còn tỳ kheo nữa, thì hỏi còn ai đâu nữa. Và giáo pháp không suy đồi, dầu rằng có học tất cả thì nó cũng phải suy đồi.
Bởi vì tăng tướng không còn thì không còn giáo pháp này nữa. Thành ra bây giờ đó mình đừng có nghĩ là tại sao nó đều nó biến mất, nó phiền ăn chi cho mệt. Mình nên biết rằng trước sau gì nó cũng qua suy như vậy, thì mình ráng còn còn chút trí nhớ thì ráng học đi. Còn chút trí nhớ thì ráng học, học được bao nhiêu hay bao nhiêu, học được càng nhiều càng tốt, học nhớ đi. Để khi nào gặp được vị Phật Di Lai đó, mình học ít lại mình cũng đắc được. Chứ còn nếu mình không học, mình chờ cái gì đó ra đời tiêu luôn, chứ không nói thế nào đó. Mà hãy tiêu rồi thì trái đất này nó hoài nhiệt dù bao lâu nữa mới gặp lại giáo pháp Đức Phật. Ôi, cả một cái sự gian nan chứ không phải giỡn đâu. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ cho con Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức tâm đạo tràng. Dạ cảm ơn Pháp Môn Lao Cai. Dạ kính bạch ngài thì con thấy trong một cái gia đình Phật tử á, thì có khi thì cái người Phật tử đó người vợ á, thì đi đi theo chư tăng Nam Tông để học hỏi, mà người chồng á, thì có thể đi theo bên quỷ thầy bên Bắc Truyền. Rồi khi mà cái người chồng mà bệnh hoặc là có sự cố, rồi người vợ thì theo chư tăng Nam Tông thì thỉnh chư tăng Nam Tông về để cầu câu án chẳng hạn, thì người chồng á là không ưa. Như vậy cái việc mà người vợ thỉnh một vị sư hoặc là chư tăng ở bên Nam Tông tới để mà câu án như vậy thì nó có hiệu quả không ạ? Con xin dâng biết đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tổng hiền giả, kính thưa chư vị. Giờ thời bữa này tỉnh hay không tỉnh mà chưa tăng tới tông kinh thì nó thật sự chứ cận sinh nam quyền nữ không có nhận được bao nhiêu đó. Bởi vì ngay cả chư tăng đó đa số bây giờ đó có mời đi tụng kinh, tụng kinh thì tụng Pali được đó, nhưng mà không có nghĩa gì đó. Cái khổ đây là cái đó rất là nguy hiểm chứ không phải không đó. Mà Việt Nam mình đó, thường hay lấy những bài kỳ kinh mà người ta dịch ra rồi tụng. Quý vị nên nhớ một điều đó, dịch ra để hiểu kinh chứ không phải dịch ra để tụng đó. Mà mình không chịu học căn bản tiếng Pali để cho mình hiểu rồi đó, mình có tụng cái đó cỡ nào đi nữa đó, cái quả nó có rất là ít, chứ nó không thể có nhiều được. Tại sao? Tại vì mình nghe, mình chỉ nghe thôi, mình đâu có hiểu đâu mà cái phước nó phát sanh nhiều. Thì cái đó là một trong những cái rất là, nghĩa là phải nói chứ rất là đau khổ cho cái người người Việt mà theo đạo Phật á. Mấy cái chữ khác ít nhất những bài kinh mà dễ dễ đó là ông sư ông đọc rồi ông dạy, mà cái cách của họ đó nó khác của mình, khác của Việt Nam. Quý vị nào từng nghe mà một cái vị sư Miến Điện mà giải thích đó, quý vị sẽ biết. Ví dụ ông ta bây giờ dẫn chứng một cái câu pháp cú đi, ông ta đọc rồi cái ông ta bắt Phật tử đọc theo,
ông ta giảng năm điều quán chuyện gì đó rồi cái ông ta nói là Phật tử đọc lại câu kinh vô cứu, rồi ông ta giảng năm năm điều bảy 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 ấy gì đó rồi biểu Phật tử đọc lại kinh vô cứu, cái câu kinh đó đó. Thành ra trong 45 phút mà giảng đó thì ít nhất người Phật tử ngồi nghe đọc từng khoảng chừng gần 10 lần vậy đó. Thành ra họ nghe họ hiểu được và họ vẫn hiểu vẫn vẫn thuộc lòng được tiếng Bali nữa. Còn đa số bên mình là mình đọc nguyên câu kinh vô cứu mình làm một tràng duyên sự từ đầu tới đuôi xong đó là chấm dứt. Quý vị không tin thì cứ hỏi tôi đâu đạo tràng này là đạo tràng chúng ta đang ngồi nói chuyện nhau nè, học bao nhiêu câu kinh vô cứu ngày Trưởng lão Trí Đức rồi nhớ được mấy câu không? Nói bởi vậy đó, mà khi mình không hiểu về khi có chuyện đó mình mời Chư Tăng tới tụng kinh thì mình chỉ ngồi ngáp thôi chứ làm sao hiểu được. Cái gì thấy không? Đó là chưa kể mà vô trong chánh điện ngồi ngồi tốt phía sau để làm gì, để lỡ có gì lấy cái đó ra bấm 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 bấm, mà nếu có người gọi thì gọi trả lời, xong mình gọi khác hoặc là bấm chơi game được. Thấy không? Đó là những cái chuyện mà nó phải nói chứ nhìn vô rất là đau thương chứ mình không phải tới ấy. Thành ra mình không có thẩm thấu được nhiều chuyện vậy đó. Thành ra tốt nhất á, thì quý vị nên bữa nay đó có cái người hỏi 11 cái bài kinh hậu trì đó, quý vị về ráng chịu có học đọc tiếng Bali rồi đọc thêm tiếng Việt, tiếng Việt những cái bài dịch đó, đó. Để khi nào mà mình nghe mình mời Chư Tăng tới tụng kinh mình nói cầu an đi cho theo tiếng Việt, thì khi ông sư đọc cái bài kinh đó nhất đó, mình nghe cái âm thanh đó mình hiểu được tiếng Việt và theo thì biết nó còn có được cái hoài lực của cái việc nghe kinh, chứ còn nếu không thì chắc chắn là không có lợi gì nhiều, tại vì mình nghe thôi chứ làm sao mà phước báo phát sanh được. Đó. Nó nhớ là ông sư ông tụng kinh để cho mình nghe mình hiểu thì mình có phước, chứ ông sư ông tụng kinh nhiều khi đó cái phước của ông cũng không có nhiều, tại vì ông lo ông tụng, chứ nếu mà ông không lo ông tụng ông ngồi để ông hiểu cái này hiểu cái nọ rồi mất trớn rồi tụng bậy sao, phải không? Thành ra cái người nghe là phải hiểu. Quý vị nên nhớ một cái điều á, cái kỳ coi trong kinh điển đó. Ông sư ông đang thuyết pháp thì cái người mà đắc là người nghe đắc đạo đắc quả, chứ ông sư đương thuyết pháp không có thể đắc được. Đó. Nên nhớ chuyện đó. Thành ra khi mình nghe mình hiểu rồi mình có khả năng. Mình nghĩa là cái tâm mình nó dịnh vô cái chỗ mình hiểu để mình quán xét cái điều đó là mình có thể mình thấy pháp đắc đạo quả được. Còn ông sư ông đương đọc tới cái đoạn nào mà ông thấy cái đoạn này hay quá cái ông ngừng tụng đi, ông quán xét à. Thành ra cái ông sư ông tụng kinh bây giờ ông đắc. Nhưng mà người nghe thì đắc. Nhưng mà đa số người nghe ông đắc là tại sao? Tại vì học không đúng cách vậy. Thì quý vị nó tập đi, tập để khi nào mà ông sư tới tụng kinh gì bài gì đó, tụng mình ngồi cười cái là mình đắc trước ông cho ông phát kinh. Thấy không? Chứ ông sư thí dụ sư đương thấy pháp nói pháp là không bao giờ đắc đâu. Tại vì lý do đó chúng ta nói cho ông vị sở dĩ chúng ta nói tại sao ông sư cũng đang thấy pháp và bình thấy pháp đó, mình nghe hay cách mấy gì ông không thể đắc được là tại sao? Tại vì ông dùng chế định pháp để ông thuyết cho quý vị hiểu, mà khi ông dùng chế định pháp ông thuyết quý vị hiểu thì ông đâu thấy được tính pháp, ông đâu thấy được cái pháp thật sự của nó đâu mà ông đắc, thấy không? Đó. Thành ra quý vị nên nhớ, quý vị ráng học đi, để khi nghe ông sư tụng gì đó hay là ông thuyết gì đó quý vị có thể bắt gì đó giống như ngài Sở Di Bồ Tát mà nghe ngài Sa Chí nói là đắc là vậy đó. Thành ra mình phải cố gắng mình học một số cái điều kiện là vậy đó. Thứ nhất là bởi vì ngôn Bali là ngôn ngữ của Đức Phật, mình không cần học nhiều đâu, không cần học để nói chuyện hay là làm thơ giống như nhiều người đó, để mình hiểu những cái bài kinh liên quan tới những cái bài kinh nào mình nghe hàng ngày. Ví dụ thông thường mình nên tụng 11 cái bài kinh hậu trì này đi, rồi mình vừa học Bali mà vừa học tiếng Việt, để mình tụng tới đâu mình nhớ hiểu thì biết nghĩa tới đó, nó giúp mình rất là nhiều.
Chứ còn nếu không thì thôi chứ, có mời chư tăng ngồi đầy sân đi nữa tụng chắc mình cũng ngồi mình cười cười thôi, chứ mình không hiểu được thì làm sao mình có phước, làm sao mình có được cái này cái nọ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, con kính lễ ân đức giáo pháp, con kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Dạ con kính đảnh lễ ân đức của sư, và con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ thưa sư, con kính xin sư chỉ dạy cho con thực hành một cái điều trong 10 pháp thập thiện thưa sư. Đó là điều thứ 10 là tạo bằng cách cải chánh tri kiến. Dạ thưa sư, trong cái 10 điều này con thấy khi mà mình đi bố thí đi làm phước thì có nhiều điều con nhận ra là con chưa biết phải làm sao đó, cho nó đúng. Thành ra cái 10 điều, cái điều thứ 10 này là mình tạo bằng cách cải chánh tri kiến này mình phải có ngay khi mình bố thí, là cái pháp đầu tiên phải không thưa sư? Nếu như mà mình không có cái này thì tất cả những cái việc thực hành kia đều không có đúng với pháp. Dạ nên là con kính xin sư giảng dạy cho con rõ thêm về cái điều này và làm bằng cách nào để con thực hiện được cái điều thứ 10 này thưa sư. Dạ con kính dâng mít lĩnh cho sư. Dạ xin kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn ngàn dạ, kính thưa chư quý vị. Thì coi trong 10 cái phương pháp tạo phước đó, chính cái đầu tiên đó là mình muốn làm cho nó đúng thì mình phải học. Ví dụ như bố thí thì mình thấy nào mà mình làm cho đúng thì mình phải học những cái chi nào liên quan tới bố thí, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, sau khi làm, thời gian lâu. Và cái điều kiện người làm phải có những cái điều kiện gì, người nhận phải có những điều kiện gì để cho cái phước nó có năng lực, hay cái phước làm như thế nào mà nó không có năng lực. Thì khi mình học như vậy đó, là mỗi lần mình làm đó, mình làm cho nó trúng, thì cái đó là cải chánh tri kiến. Bởi vì cái tri kiến mình bây giờ là mình tưởng bố thí là nó phải như vậy như vậy, thì mình phải học những cái điều kiện đó để mình làm cho trúng. Mình cứ tưởng đâu mình tới chùa là mình
dâng cho ông sư cái gì để ông sư ăn đó là bố thí, rồi làm vậy thì cái đó là mình làm gì đó, đó là mình biết là nghĩ người ta ở ngoài người ta nói bố thí, nhưng cái thật sự ra cái phước nó không có nhiều, và tại sao mình làm không có đúng. Ví dụ như bây giờ mình muốn bố thí để cho phước nhiều thì mình phải học liên quan tới bố thí, người cho người nhận có giới, cái quả nó nhiều. Người cho có giới, người nhận không có giới, nó ít chút. Người cho không có giới, người nhận có giới, nó xuống một chút nữa. Cả người cho nhận không có giới thì nó không có gì hết, hay là có chí xíu. Thì bây giờ mình học để mình làm gì? Trước khi mình vô mình dâng trong xưa đó, bạch ngài cho chân thọ tam quy ngũ giới. Trong thọ tam quy ngũ giới rồi đó mình, con không biết tác bạch để dâng cái này sao, xin ngài dạy con tác bạch. Mình phải ghi nhớ những cái chuyện đó để khi mình đi tới chỗ khác mình cũng làm như vậy. Rồi khi làm xong rồi mình phải thấy, điều đầu tiên mình làm là mình phải quán xét xem những cái điều mình làm như vậy đó nó có cái khuyết điểm hay cái nào mà nó không đúng hay không, để khi nào mình làm mới tới vậy. Thì là mỗi lần mình quán xét cái đã làm trong khi làm để mình cải chánh cho cái pháp bố thí nó tốt là lần sau, thì cái đó là cải chánh tri kiến trong vấn đề bố thí. Giữ giới cũng vậy, thì mình phải ngũ giới có năm giới, mình phải học từng cái vậy đó để coi khi mình làm nó khuyết điểm nó thiếu như thế nào, để lần sau mình làm nó tốt hơn, tốt hơn tri kiến trong vấn đề giữ giới, là nó liên tục cho tất cả những cái khác. Nếu mình làm đúng về thì được thì nói mấy. Còn mình thường thường mình không có. Tại vì khi mà người ta làm, ta thu thập những lời Đức Phật dạy thì ta nói theo cái thứ tự, thì mình tưởng là cải chánh tri kiến là sao, cũng không phải. Nghĩa là mình vừa làm cái đầu tiên là phải có cải chánh tri kiến trong đó, để làm gì, để mình biết mình làm nó đúng, nó bị khuyết điểm thiếu sót như thế nào, để lần sau nó tốt hơn, tốt hơn. Thì mình cứ làm như vậy thì ngày nào càng ngày nó càng khá hơn. Còn hãy vô mình làm, mình thấy ta làm sao mình làm vậy là mình chết. Nhiều khi bưng vô cái dòm tới dòm lui cái dân để lên bằng Phật về thôi, xá xá đi ra. Thật sự đó, nó thật với quý vị, quý vị mà không học kỹ mới nhiều khi thương về cũng thấy có đồ cúng đồ để mà ổng không dám lấy, không dám dám xài, để đó, Phật tử nào vừa lấy rồi sao sao thì ổng không dám. Bởi vì nó nhớ cái điều kiện đó, quý vị muốn dân gì cho chư tăng ông dùng được, phải dân tận tay chứ không phải không. Chứ còn quý vị mua gì quý vị vô để dụ không cần, không cần sư để quyến điện hay để đâu đó, sư gì cũng không dám đụng tới đâu, bởi vì không phải của ổng. Nên nhớ gì đó, ông mấy ông cần không học lực học đồ thì có thể ông lấy ông dùng, nhưng cái ông học lực không bao giờ ông dùng vậy đó. Ông không dám chứ không phải là ông này, bởi vì lãng quạng là cái giới nó bị khuyết là chết. Anh thường thường đó, đối với ông sư là phải dân tận tay đàng hoàng, còn dân không tận tay thì coi chừng ông không dám đụng điều đâu. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính cảm ơn sư. Dạ sư nói thì như vậy con nhận ra là tại vì con hỏi ở đây cái câu này là con cũng cái tình trạng đi làm phước, mà đi làm phước tập thể đó sư sư. Đi làm phước đó, thì cái gì cũng như đơn cho sư không tận tay, mà còn dân sai thì những hợp như vậy nè thưa con cũng chuyển rồi. Lúc đó con cũng không biết này, con hỏi cũng có một việc làm, mà con hỏi nhiều vị sư dạy cách nữa. Lần chuyện đã làm rồi, hôm thì con mới hỏi sửa chữa. Dạ thưa sư,
như là hôm con ngày chủ thì con một cái trong biệt thư có ghi là thì giữ cái biển khi mà chùa thì chùa có ghi là tăng thì cái diện để mà dâng cái bị thư cúng dường chùa Bổ Đức thì cái cô đó cũng nói là cô cúng bên kia rồi, thì con cũng không biết nói làm sao để với cái vị sư ở bên chùa bên kia, tại vì cái bị thư của mình đã ghi trong đó là cái chữ cúng dường chùa Bổ Đức chứ không có đâu phải là cái từ cái bị thư trắng đâu, không có viết chữ đâu. Thì ở đây là viên về gia đình con là để vào cái cúng dường chùa Bổ Đức về cái tỉnh Tài Thác, thì con về đến nhà con mới suy nghĩ con là nếu như vậy thì vị sư đó nhận cái bì thư đó thì không biết là vị sư đó sử dụng sao, cũng không biết sao mà mình làm như vậy thì có đã hình như đã sai gì đó. Rồi cái lúc đó con mới nhắn tin cho vị sư đó là con lấy nhầm cái bì thư có ghi chữ như vậy. Thì con ở đây đã cúng dường chùa Bổ Đức rồi thì con kính xin sư quan hỷ nhận cái phần tịnh tài đó để xây dựng tăng xá. Thì con tác ý vị sư đó như vậy thì con làm điều như vậy đã có hợp lý chưa vậy thưa sư? Dạ con xin sư dạy con ở chỗ này để sau này con sửa sai ạ. Dạ. Nam mô Bố Thà, giá kính bạch chư tôn, giá kính thưa chư quý vị. Nét dòng nghe được tiếng mất tiếng còn với chúng tôi hiểu đúng rồi không? Thật sự ra đó, nghĩa là khi mà mình gửi vậy đó, nếu mà ông sư mà ông thấy không phải tên của chùa ông ở và không phải của ông đó, thì không bao giờ ông lấy hết. Mà nếu ông lấy thì ông sẽ nói với người đó, cái này là tôi bỏ vô một thùng quốc xương nha. Chứ không bao giờ mà ông lấy, ông cầm cái đó. Ừ. Bởi vì nó trắng ra đó, những tu sĩ họ rất khắt khe trong những cái chuyện đó. Quý vị biết cái giới của ông sư nó có những cái mà rất là vi tế chứ, nó không phải giỡn gì giống như mình nghĩ. Thành ông sư nhiều khi ông không dám đụng vô. Ừ. Mà hãy ông đã đưa tay ông mà ông nhìn lại ông thấy không phải vậy thì ông phải nói cái người đưa đó, là cái này tôi bỏ vô phần phước xương của chùa nha, chứ không bao giờ mà ông nói để ông lấy hết. Thành ra chúng tôi không biết ông đó ông có lấy không thì chúng tôi không biết. Nhưng mà thường thường mấy cái vụ đó là không có. Còn nếu trong trường hợp như vậy đó, trong hợp mà là cái người giấy mà họ lộn vậy đó, thì mình nên làm cái bộ thơ mới để mình gửi cho anh ta, cho mình đừng có kêu tới kêu lui làm gì. Kể như là cúng chùa đi, chùa nào cũng được. Ha? Bởi vì nó lặt vặt nhiều chuyện, nó rất là khó khăn chứ. Chứ không phải dễ đâu. Ừ. Là có những sự hiểu lầm về thì mình kể như xong đi. Dẫn cái mới còn không dân thôi, đừng có suy nghĩ tới lui cho mệt. Bởi vì mình không biết nó đi đi đâu, nó vô tai, mình đừng có suy nghĩ tới lui cho mệt. Nhưng mà ông sư ông tu đàng hoàng theo không phải của ông, không dám đụng vô. Đừng nói. Mà nếu ông cẩn thận mà làm ông đụng vô thì nó sẽ bỏ thùng phước xương chứ. Không bao giờ ông đem ông làm của ông đâu. Thôi nhưng mà thôi đừng nói chuyện đó, chúng tôi không có nên bàn nhiều. Làm sao nếu có lỡ thì kiếm kể như mất đi làm cái bao thơ khác để dâng cái chùa mình cũng vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, không thấy ai đặt câu hỏi cho nên con xin tranh thủ thời gian chờ quý vị Phật tử đặt câu hỏi. Thì kính bạch ngài, trong cái ân đức pháp á, thì nó có cái câu là thiết thực hiện tại có quả tức thời. Như vậy thì khi mà chúng con học Phật á, học cái giảng pháp của Đức Phật á, thì nó có cái lợi ích, nó có cái sự hoan hỷ, nó có cái sự an lạc tức thì. Hay là phải chờ một cái thời gian học đến một cái trình độ nào đó rồi mới có được một cái sự an lạc bạch ngài. Dạ con xin dâng bước đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát giả kinh bạch Chư Tôn, giả kính thưa cho quý vị. Sáu cái ân đức pháp đó chỉ cho ân đức của các tâm siêu thế mà thôi, chứ không phải chỉ cho cái pháp mà mình làm hàng ngày. Cái ân đức pháp đó tức là quý vị, nếu quý vị nào mà có học lộ trình tâm biết đó, cái lộ đạo đó là nó Khotaphu đạo quả, thành ra cho quả tức thời, là đạo là cho quả, cái quả liền tại chỗ chứ không có đợi đi đâu đó. Chứ không phải là mình nói cái chuyện đợi với này, cái chuyện đợi với này là nó không phải là ân đức của pháp. Ân đức pháp là nó đi liên tục sáu cái chuyện đó đó, nó chỉ cho chính tâm siêu thế tâm sở đi theo và niết bàn mà thôi. Đạo phát sanh lập thiết theo đó hai hoặc ba cái sanh này, chứ không thể nào là chờ tới chờ đạo phát sanh một hai ngày thôi chờ quả phát sanh không phải. Nên nhớ cái ân đức pháp ở chỗ đó, Akaliko thì nó chỉ cho pháp siêu thế mà thôi, chứ nó không chỉ cho pháp dưới. Nên hiểu cho nó chính xác cho nó là cho pháp siêu thế thôi, thì mình dựa vào lộ trình tâm lộ đạo đó mình sẽ thấy rõ ràng. Nó phát sanh là đạo, phát sanh là quả, nó nối tiếp, không có gì mà vô dự hết chỗ đó được hết á. Chính nghĩa là chính cái bốn tâm đạo, bốn tâm quả với một niết bàn, cái đó là như vậy đó. Nghĩa là nó đi liên tục, không có thời gian nào vô ngay giữa cả, thành ra gọi là Akaliko là chỗ đó. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo, con kính lễ ngài, con kính đảnh Quán Không, sư Tuệ Đức vừa vào Zoom. Dạ, con xin sư chia sẻ cho chúng con thêm cái hiểu được cái nghĩa pháp hộ trì người trì pháp ạ. Bởi vì cái câu này con cũng không được rõ và không được hiểu cho lắm, thì con kính mong sư chia sẻ giảng dạy cho chúng con thêm được hiểu biết ạ. Và con xin được xung mách đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá kính bạch Chư Tôn, giả kính thưa chư quý vị. Thì 11 cái bài kinh mà chúng tôi nêu nói hồi nãy đó, thì 11 cái bài kinh đó nó có cái
cái power, cái năng lực để hộ trì cho những cái người mà đang ở trong những điều kiện đó mà tự mình tụng hoặc là mình nghe người khác tụng. Nghe người khác tụng là phải hiểu chứ không phải là mình nghe ai tụng tụng hiểu đàng hoàng đó. Thì chính cái hiểu mình, hiểu những cái lời mà người ta tụng, mình xin, mình cầu xin, thì cái bài cầu xin như tôi vừa trước quý vị có vô rung thì ngày trưởng lão ngày có dạy quý vị rồi đó. Thì nên chúng tôi không biết quý vị còn nhớ không, mà chúng tôi không biết, nhưng ngày có dạy sẵn rồi đó. Nó gọi là cái câu mà xin tụng cái bài kìa, mấy bài kinh hộ trì dùng đó. Quý bà tì bà tì pha hả giá sẵn bà tì bà tì xịt thí gia sạp phá thúc khả quý na xả giá sạp phá phá giá quý na xả giá phá phá rô khá quý na xả giá đó. Thì bà ở câu đó thứ nhất là thúc là đau khổ, thứ hai phá giá là nghĩa là sự nguy hiểm, cái ba là bệnh hoạn đó. Thì nào có trong những trường hợp đó thì mình mới lên tiếng mà xin nhờ chư tăng tụng bài kinh hộ trì. Thì họ dựa vào một số cái điều kiện của mình trình bày lúc đó thì họ mới lựa cái bài nào trong 11 cái bài đó, hoặc 2 bài hoặc 3 bài cũng có đó. Mà mình nghe mình hiểu, thì khi mình nói mình nghe mình hiểu đó, tức là cái tâm mình lúc đó là thiện pháp, thì chính cái thiện pháp đó nó giúp mình, nhưng mà không sao tụng là nó mình hết bệnh. Không phải ăn thua cái người nghe có hiểu hay không, mà người nghe hiểu rồi đó, cái sự hiểu đó là một cái thiện pháp, bởi vì cái tâm lúc đó là tâm thiện, mà tâm thiện hợp trí thì nó là một cái thiện pháp. Thì chính cái thiện pháp nó làm những cái tứ đại điều hòa, thì nó giúp mình khỏi những cái chuyện đó. Chứ quý vị đừng có tưởng mời nhà mời ông chơi tới tụng, chơi tụng mình hết bệnh, không có gì đó. Mình nghe mà không hiểu gì hết, mình ngồi mình ngỡ đâu đó, đâu nhìn trời nhìn đất không, thiện pháp của nó đâu có phát sanh đâu. Mình muốn cho khỏi bệnh, khỏi những cái điều lo lắng này kia đó. Nên chúng tôi mới nói quý vị về tìm 11 bài kinh đó, học đi, học bỏ đi rồi học cái lời dạy đó. Nên khi nào có chuyện mình nhờ người, ông sư mình thỉnh ông sư tụng rồi mình nghe cái bài kinh đó mình mới hiểu. Mình hiểu cái mình nghe, lúc mình nghe vậy đó cái thiện pháp nó phát sanh, thì nó mới giúp đỡ được mình. Chứ còn nếu mình nghe giống như dịch nghe sấm này cũng như không thôi, chứ ở đó làm gì có power gì đâu mà giúp mình. Nam mô Phật Thà giá. Dạ, sa thú, con kính tri ân sư ạ. Thì như vậy thì nếu như ví dụ những cái bộ kinh thất giác chi mới cả thì như Đức Phật thuyết cho những cái vị đó là cũng đủ duyên, đủ ba la mật rồi mới hiểu. Như chúng con thì cũng chỉ hiểu qua qua như vậy thôi. Thì con nghĩ là cũng trước mắt thì cũng chỉ lấy cái đức tin và cái niềm tin của mình với cái bài kinh đó thôi, thì cũng sẽ có sự lợi ích của cái niềm tin rồi, đúng không thưa sư? Dạ, con xin dâng bạch đến sư ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Sư Chư Vị. Khi nào quý vị hiểu rồi thì cái tâm nó mới là thiện pháp, chứ còn quý vị không hiểu làm sao thiện pháp nó phát sanh, nó phát sanh chỗ nào? Nên nhớ cái đầu của mình chỉ có hai chuyện thôi. Một là 12 tâm bất thiện, hai là 8 tâm đại thiện. Mình nghe mình hiểu thì một trong 8 tâm đại thiện nó phát sanh. Còn mình nghe mình không hiểu gì hết thì một trong 12 tâm bất thiện ra nó phát sanh thì phước ở đâu? Người ta tụng hà rầm nhiều ngày đi cũng bệnh, dẫn bệnh đi bệnh viện, dẫn đi bệnh viện là vậy đó. Mình nghe người ta nói à, đó những bài kinh hậu truyền mấy ông sư đó tụng hay lắm đó. Linh nữa. Mình tới mình nghe mình không hiểu là lấy cái gì giúp mình, phải không? Anh ta mới tìm về những bài kinh nó học trước, học vừa Bali vừa ý nghĩa của nó, để khi nào có cơ hội mình nhờ mấy sư tụng đó, thì mình mới bắt vô được cái đó. Khi mình nghe đó thì cái thiện pháp nó mới phát sanh, chứ còn thiện pháp nó phát sanh vậy làm sao ấy được. Mà rất may là không ít mà tốn ngày. Đó là chưa kể bên hệ Bắc Thiện còn đem kinh gì đó, kinh rược sư ra tụng, tụng xong bán sư chạy mất hết, còn bệnh vẫn còn là gì. Mình phải hiểu chứ, còn có những cái mình tụng mà nó không hiểu thôi chứ đó đâu lẽ gì đâu. Thí dụ như bây giờ mình nói dễ hiểu, mình đi thi đi,
Mình đọc cái đề không mà không hiểu vậy là sao mình làm? Này cũng vậy, chứ tụng quý vị nghe phải hiểu. Thành ra ráng cố gắng học, nó có 11 bài kinh đó mình học. Rồi lâu lâu người mình có những cái chuyện gì liên quan tới những mình coi những bài kinh đó, đó cái nội dung nó như thế nào thì mình tới mình xin thầy tụng cho con. Thì khi ông sư ông tụng cái đầu mình nó theo cái đó. Cái sự hiểu kinh, cái sự nghe, cái lời nghe, cái lỗ tai mình nghe cái lời kinh nó làm cho thiện pháp phát sanh. Thì cái thiện pháp nó hộ trì mình. Chứ không phải ông sư ông tụng kinh mà cái bài kinh hộ trì mình, hay là cái ông sư ông hộ trì mình, không phải. Cái thiện pháp phát sanh trong cái não mình nó hộ trì mình. Hiểu chưa? Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, dạ vâng ạ, con xin kính tri ân sư. Dạ, con đã hiểu về cái vấn đề này, có nghĩa là khi mình học đọc thì mình phải hiểu rõ, thì khi đó cái sự an lạc nó sẽ phát sanh ở nơi mình, cái sự hiểu biết đó, thì chính cái sự hiểu biết đó nó là cái hộ trì cho mình. Dạ. Khi mình có trí tuệ, dạ. Con xin được xuống mấy con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý trình hữu trí thức trong đạo tràng. Để không biết trong đạo tràng âm thanh có nghe rõ không ạ? Alo, 1 2 3 4. Dạ, cảm ơn Meta. Dạ, kính bạch ngài thì con thấy có những cái trường hợp mà có những cái vì người ta tụng bùa chú, dạ, người ta làm phù chú hoặc là luyện bùa này kia vân vân, thì người ta tụng những cái câu nó không có cái ý nghĩa gì cả, chính bản thân những người tụng nó cũng không không hiểu cái ý nghĩa, mà cái người nghe cũng không hiểu cái ý nghĩa, mà rồi nó vẫn có một cái số người ta tiên có một cái số năng lực nhất định nào đó để giải quyết những cái điều mà người ta mong đợi. Như vậy thì có phải những cái năng đó là nó do tưởng hay không bậc ngài? Dạ, con xin dâng bước đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn hàng giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự có nhiều người người ta luyện cái đó, người ta không hiểu ý luyện đó. Nhưng mà khi luyện cho tới nó thuần thục rồi, khi người ta tụng á, cái đức tin kèm theo cái tâm mình nó dính vô đó đó, cái tâm nó dính chắc vô cái điều mà mình tụng á, nó phát sinh một cái loại mà mình gọi là định á. Dầu rằng nó rất yếu nhưng ít nhất người ta vẫn thấy cái đó nó có cái gì đó. Nhưng mà thật sự ra đó, thật sự có lợi ích hay không thì chúng tôi không nghĩ nó có lợi ích. Nhưng mà trong lúc đó cái tâm người ta đó, cái điều kiện mà ví dụ như mà bây giờ mình cứ chăm chú vào mình nghe cái tâm mình như vậy đó, thì cái định nó có thể nó phát sanh, nhưng mà tùy theo cái sự tin tưởng của người ta. Có thể nó là một loại thiện pháp nhưng cũng có thể là một loại ác pháp. Bởi vì quý vị nên nhớ cái định đó, nó trong thiện pháp cũng có, trong ác pháp cũng có. Nhưng mà khi nào mình biết cái kết quả nó như thế nào là một tiếng, hai tiếng hồ sau mình mới thấy kết quả của nó. Chứ không phải là, bởi vì nếu mà những cái loại chú đó mà nó có thần thông, nó có này kia, chồng này, hoặc đâu có cấm Chư Tăng. Nên nhớ đấy, mấy cái đó là Chư Tăng làm không có được. Trong luật cấm Chư Tăng làm. Thì mấy cái đó mấy ông ở ngoài cũng làm, nhớ kia cũng làm. Bởi những cái gì mà nghĩa là nó không phát sinh lợi ích, hay là nó có thể có cái quả ngược lại là Đức Phật không có cho Chư Tăng làm. Mà cái đó thời Đức Phật nó đã có những cái đó rất nhiều chứ không phải không. Đức Phật mới cấm không cho ông sư dính vô mấy cái vụ đó.
Ông sư mà tụng ngày vào thời Đức Phật đó, ngay cả ông sư mà ông lấy kinh kinh Pali mà ông tụng theo kiểu chú đó, Đức Phật vẫn trì như thường, chứ đâu phải Đức Phật cho phép đâu. Đó. Thành ra đó là những cái là mình biết nó không có nhiều cái lợi ích đâu. Bởi vì nếu mà nó có nhiều cái lợi ích đó, thì dĩ nhiên ở đời người ta theo cái đó. Bây giờ thử hỏi người ta theo ta tụng kinh Phật nhiều hay tụng những cái chú đó nhiều, quý vị vẫn nên hiểu đó chứ. Anh nên nó không có nhiều cái lợi ích gì hết á, mà đều con số người ta nuôi mạng ta nhờ vào những cái chuyện đó, nhờ những chuyện đó nó con số cái gọi là cái quà lực. Tại vì người ta luyện tối ngày, người ta luyện 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 vậy đó, thì nó có, nhưng mà cái đó nó rất là cái khả năng rất là giới hạn, chứ nó không có nhiều giống như những cái điều mình làm cho nó đúng. Thí dụ như thời giờ thời Đức Phật đó, người ta tụng kinh tại vì cái xứ mà Đức Phật Hoằng Dương giáo pháp đó, mình giờ mình gọi tiếng Bali đó, giờ thời Đức Phật gọi tiếng Magathi, tức là cái tiếng của cái xứ Magatha, tức là Ma Kiệt Đà đó, mình dịch là âm là Ma Kiệt Đà đó. Thì nó khi mà ngài thuyết pháp hay ngài giảng người ta nghe hiểu, thì nó mới phát sinh nhiều ít, có nhiều người ngồi nghe xong đắc đạo đắc quả là vậy. Chứ còn như mình bây giờ nó mới nói cho mình tụng bài kinh đó, nó chơi chơi chứ mình tụng mình chỉ hiểu cái nghĩa thông thường chứ mình đâu có hiểu được cái nghĩa thật sự của nó đâu. Đó lý do là sao chúng tôi nói trong rung này là những bài kinh đó là Đức Phật thuyết chỉ cho cái hạng ủng cái tỷ tinh nhu với cái tỷ tinh nhu đó hồi xưa đó, cái hạng thứ thiệt đó, còn mình ví dụ ví dụ như bây giờ đó, bây giờ vậy sư sư Quán Không nghe nhiều người Việt Nam hay Thái hay Miến Điện ra nó ca mấy bài kinh ấy, mấy bài ca của Tây của Mỹ ca rất là hay, nghe hay lắm, nhưng mà hỏi người ta biết hiểu nghĩa điều người ta đâu có hiểu đâu. Thấy không? Đó. Nhưng nghe cũng âm thanh cũng lại xuống rồi nghe ai đó. Thì cái tụng chú thì nó cũng giống vậy thôi, động tụng nghe vậy đó, nhưng mà cái người nghe, cái người mà phát cái âm đó người ta không hiểu được tới nơi tới chốn thì cái power nó không có nhiều. Làm sao có power nhiều được? Thành ra cái nào cũng vậy đó. Thành ra những cái mà mình muốn nó có, nghe kinh cái lời dạy Đức Phật mình muốn nó có cái power mà đến với mình thì mình hiểu, hiểu cái tiếng Bali, hiểu cái nghĩa Việt, rồi từ đó theo khi mà mình nghe người ta tụng đó, mình hiểu như vậy đó, thì lúc đó là mình mới được cái những cái sự lợi ích, chứ còn nếu không thì làm sao có sự lợi ích được. Nó thật sự vậy đó, bởi vì nói thật sự là giáo pháp của Phật cái gì nó có những cái chi của nó đó, chứ còn mình muốn làm sao làm đâu có được. Đó. Thí dụ như trong những cái pháp mà về tụng kinh là về người nghe nè, người nghe mà muốn được cái kết quả ra nghe tụng kinh đó. Cái này là trong Milên Đá Bàn Hả nè, là không có làm năm cái điều mà cực ác đó, tức là anan tự giá cầm nó có nhiều năm cái, tức là giết cha giết mẹ rồi là làm cha giết a la hán chạy mất Phật ngày kim sơn đó. Cái thứ hai là không phải là người có tà kiến, tức là không phải là người mới trả thiết thị đó. Đó. Cái thứ ba là có sự tin tưởng vào cái power của cái những cái bài kinh hộ trì đó. Đó. Thì cái đó nó mới phát sinh lợi ích. Đó. Thành ra khi mà mình thỉnh tụng bài kinh hộ trì đó, thì mình phải ở trong những cái trường hợp gì, tức là mình không phải là cái người làm ngũ nghịch đại tội, không phải là người có tà kiến, và tin tưởng vào cái power của cái bài kinh mà mình nghe tụng và mình hiểu. Đó. Tụng mà có cái quả này là trong bài kinh Atanatiyasutta nói rõ ràng đó, nghĩa là tụng phải đúng, nghĩa là cái âm âm vận của cái ngôn ngữ đó, tức là tiếng tiếng Pali mình tụng cho trên ấy đàng hoàng đó. Rồi tụng nghĩa là cho nó hoàn hảo từ đầu tới đuôi, không để cho nó đứt hay là thấy dài quá rồi bỏ một vài đoạn này kia đó là không được đó.
rồi thì khi tụng đó, thì mình cái tâm mình nó phải có cái từ tâm trong đó. Cái từ tâm là để mình ước muốn là cái người nghe có sự lợi ích trong cái điều mà mình đang tụng. Thì đó, người nghe có ba điều kiện, người tụng có ba điều kiện vậy đó, thì cái quả nó mới phát sanh. Chứ đâu phải muốn tụng kinh là nó có quả như giống như mình muốn đâu. Thấy không? Nó nhiều chuyện ghê đó, chứ nó không có dễ. Thành ra chúng tôi khuyên quý vị đó, những cái bài kinh hộ trì là những bài kinh rất là đáng để mình học, mình hiểu để khi nào mà mình cần chưa tăng tụng mà nó có kết quả cho mình đó, thì mình phải có những cái điều kiện đó. Tức là nghe hiểu mà không phải không có ngờ là người làm này. Những người không phải những người mà cái sự mắt đó mình quán xét. Chứ còn nếu mà ví dụ như bây giờ một cái người đó sợ ma, ông thiền sư bảo đi quán xét chết người đó, người đó quán tay sáng mất ngủ luôn chứ làm sao quán được, phải không? Bởi nó không phù hợp với cái tánh, nó khác nhau chứ. Ví dụ cái ngoài là thời trang ta làm cái gì cho nó đẹp, người ta nhìn vô rồi nhìn qua nghe, nhìn qua rồi không có để dính mắt. Còn cái đối tượng thiền định là phải dính,
mà dính thì nó phải phù hợp với cá tánh nó mới dính được, chứ nó không phù hợp với cá tánh cũng không có dính được. Thí dụ như bây giờ nó phải nói chứ, mình ở Việt Nam mình ăn cái sợi riêng đó, mình thấy đã, chứ bây giờ bắt mấy anh Mỹ để anh ăn, anh chỉ cần hửi mùi không là anh bỏ anh chạy rồi. Nó khác nhau. Thì thiền nó cũng vậy, nó khác nhau nhiều chuyện lắm. Vô ông thiền sư, ông phải nói chuyện với mình để ông đoán cái cá tánh mình cỡ nào, rồi ông cho cái đề mục để ông thử thôi. Anh nói kia mình niệm rồi bữa sau mình trình pháp, ông biết cái này không hợp thì ông mới đổi, đổi cho tới khi nào phù hợp mà thôi, chứ đâu phải là muốn gì thật nấy đâu. Thì cái này cũng vậy, nên nhớ là nó sẽ dính vô một cái điều kiện, có những cái điều kiện mà mình phải biết cái đó để mình nó mới giúp cho cái chuyện là việc làm của mình nó mới có kết quả, chứ còn nếu không chưa chắc. Nó mô bích thai giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Quán Không, Ngài Liễu Tông. Dạ, con xin sám hối. Nãy giờ con không có trước máy, và bây giờ con trở lại, con thấy đạo tràng im. Cho nên là thứ nhất á, thì câu hỏi thứ nhất, tại vì nãy giờ, rồi con bỏ đi như vậy, con bắt lên. Thì thứ nhất con pháp hay không là câu hỏi thứ nhất. Thôi con hỏi luôn hai câu đi, rồi ngày chắc có nghe rõ. Và câu hỏi thứ hai là nói đến thiền, thì con có một người bạn hỏi con mà con không biết trả lời. Có nghĩa là cái người này á, thường đánh đề, đánh bài, đánh gọi là chơi. Khi mà ngồi thiền á, cứ nó đến cổ nói là con này nó ăn con kia. Ví dụ như chơi tứ sắc thì con này có ăn con nọ, con nọ ăn con kia. Rồi vấn đề ngồi cứ nó nhớ tới cái đó không. Rồi như vậy cổ nói làm sao mà bỏ được. Dạ, con kính dân mình đến ngày. Thứ nhất, câu thứ nhất là con đi tùm lum là nãy giờ. Con có bất kính pháp hay không? Dạ, con kính thỉnh Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tổ mày, dạ kính thưa cho quý vị. Quý vị vô đây mà có chuyện thì quý vị ra khỏi room, quý vị muốn nghe đi đâu đi chứ không ai đó. Trừ phi để cái tên trong room rồi mình đi vậy đó. Hay nhiều khi mình cái tác ý của mình nó không có tôn trọng giáo pháp Đức Phật. Mình có việc thì mình khỏi có vô. Ví dụ như mình giờ mình đi vô, mình vô trong chánh điện, mình ngồi, mình lựa cái góc nào mình ngồi, cái mình lấy xe phone bấm để mình gọi ai, cái đó là không có nên. Đối với người cư sĩ Phật tử là không có nên. Nếu mình không muốn nghe hay là mình có chuyện cần thiết đi ra khỏi chỗ đó, chỗ bởi cái chỗ người ta nghe pháp, thì mình nên tôn trọng cái khoảng không gian đó để giúp cho người nghe pháp người ta có đầy đủ cái sự thanh tịnh để người ta nghe pháp. Chứ mình vô rồi mình đi tới luôn, mình đừng tưởng trong cái room này cũng vậy, trong room này cũng vậy. Ngày nhiều khi đó, mình vô đó mình để cái tên đó, cái người ta nghĩ rồi cái vị này lúc nào vô cũng xuyên hết cái rung nào vô ngồi nghe, nó nghĩ tốt cho mình, thật sự mình không tốt vậy. Thì nó không có nên, thành ra thôi. Còn cái chuyện mà cái tâm của người đó mà dính mắc vào những cái chuyện như vậy đó thì họ không thể hành thiền được đâu. Đừng bao giờ nghĩ chuyện hành thiền mà cái tâm dính mắc vào cái ấy. Có những người vô ngồi trong cái chỗ thiền rồi đó, nhưng mà sự nhớ bữa nay là ngày nó xổ số rồi, là cái tâm nó nóng nảy, người nó sao để làm gì.
Thành ra khi mà đối với những người đi học Phật pháp hay đối với những người mà đi làm tạo những cái thiện pháp đó, nó phải có điều kiện chứ không phải ai muốn làm cũng được. Quý vị nên nhớ chuyện đó, phải có điều kiện chứ không phải ai muốn làm cũng được. Thường thường mình làm mà mình làm theo cái kiểu mà mình không có cái tâm mình không thanh tịnh, thường thường cái quả nó cũng không có nhiều, mà đôi khi là mình còn hối hận gì sao nữa. Thành nó muốn cái gì là phải trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm phải có cái tâm ở trong cái điều kiện đó thì cái phước nó mới nhiều. Chứ còn nếu không mình làm cũng giống như không làm thôi. Thành ra nên nhớ cẩn thận cái đó. Những cái gì liên quan tới lời dạy Đức Phật, quý vị nên cẩn thận. Làm cái gì cũng phải với sự kính trọng, chứ mình không có nên làm theo ý của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo, dạ con kính lãnh lễ sư, dạ thưa sư, cái câu mà cô tu nữ tự nhiên mới vừa hỏi đó thưa sư, dạ con cũng dạ giống giống vậy đó thưa sư, nhưng mà con vừa nghe có khoảng gần sáng thì con mới có thời gian rảnh mà con cũng mở con vô con nghe. Nhưng mà con vừa làm việc con vừa nghe rồi vừa gắn tay phone nghe. Để khi nào mà con không cầm cái điện thoại được á, thì con để cái điện thoại xuống, nhưng mà con có một cái điện thoại khác để con ghi âm lại cái phần đó để con nghe thưa sư. Vậy con như vậy con nghe pháp như vậy sư có quan hỷ với con không thưa sư? Tại vì cái đời sống sinh hoạt của con ở ngoài đời nó có nhiều cái sinh hoạt là cái phận sự, cái bổn phận đối với gia đình, thì ngồi xuống trên cầm suốt cái điện thoại nghe như vậy đấy thì cũng bất tiện. Có nhiều khi con muốn cầm mic mà cũng không có để cầm nữa thưa sư, nhưng mà con cố gắng theo dõi theo sát để con nghe để con học, thì như vậy con có được xả thú không thưa sư ạ? Dạ xin sư quan hỷ cho con. Dạ tại vì cái cuộc sống của con nó còn đủ thứ điều con chưa có buông ra được. Dạ dạ xin sư cho con xin ý kiến ạ thưa sư. Dạ con xin dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ kính bạch chư tôn mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mình không có thời giờ thì mình kiếm cái máy để mình thâu lại tối lúc nào rảnh mình nghe. Bởi mình nghe pháp mà muốn được nhiều cái kết quả thì mình phải cái tâm mình phải thanh tịnh, cái tác ý mình phải ở trong cái lời thuyết của cái vị đó, hay là cái điều kiện mà người đó đang thuyết pháp hay đang nói pháp. Chứ còn bây giờ mình đương làm này làm cái kia, cái sự nghe mình nó đâu mà nghe nó tục rồi đó, thì cũng giống như mình dễ vui trong cái việc làm của mình là thính pháp. Nghĩa là nói thật sự ra mình không có thời giờ, đồng ý không ai mà có nhiều thời giờ để thứ nhất là ngày thường mà để vô những cái room, bởi những cái room để thuyết pháp đó thường thường người ta mở sớm hoặc mở trễ và cái thời gian rất ngắn, khoảng tiếng hoặc tới 2 tiếng thôi, để cho Phật tử có thể sắp xếp đủ thời giờ để vô nghe với cái sự kính trọng giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ mình không có trong thời gian đó, mình không có điều kiện đi, thì mình kiếm cái máy để mình thâu lại, rồi khi nào rảnh hết cái việc gì đó và rồi mình ngồi mình lắng tâm thanh tịnh để mình nghe thì cái lợi ích nó mới nhiều. Chứ còn mình vừa nghe cái này vừa nghe cái nọ thì cái lợi ích nó đâu có phát sinh nhiều đâu. Bởi vì nghe khục 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 khục
Thành ra nên thâu lại để cái lúc nào rảnh nghe, nghe một cách chăm chú để mình hiểu được cái điều đó là điều gì. Còn nếu mà trong trường hợp mình không có thể nghe được thì thôi, chứ có ai bắt buộc đâu. Mà mình phải nghe xong rồi lúc nghe, lúc được, lúc không, rồi lúc làm này, lúc làm nọ này kia xong. Cái đó là cái nó không có lợi ích nhiều. Mà không khéo mình còn giống như vậy vui trong giáo pháp Đức Phật thì cũng không có nên. Tốt nhất nên không có thời giờ thì nên thâu lại để nghe lúc khác. Nam mô Bổn Thầy giá. Rồi, Nam Mô Bổn Thầy giá, sư Quán Không nên hỏi câu cuối cùng đi, sắp hết giờ rồi. Nói nghe xong rồi về giải tán. Nam Mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá, Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài thì trong cái trường hợp này vừa rồi thì con nhớ đến trong cộng của bài kinh thì khi Đức Thế Tôn mà đi đến một cái cái đạo tràng ở đó, khi vừa đến cửa thì nghe chư tăng đang thảo luận về cái lời dạy của Đức Phật. Rồi sau khi thảo luận xong thì quay ra thì thấy Đức Phật đang đứng ở trước cửa, thì các ngài mới bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài không đi vào mà ngài lại đứng yên ở đó. Thì Đức Phật mới trả lời là nghe các ông thảo luận nói về giáo pháp, nói về pháp, thì ta có thể đứng suốt đời ở đây để nghe. Riêng cái chuyện mà người ta sống ở đời rồi có những cái công việc, chẳng hạn như một cái vị bác sĩ về mổ xẻ thì họ có thể biết được cái cơ thể của một người, gân xương rồi mạch máu rồi cơ rồi tim gan phèo phổi gì đó, là người ta khi mà người ta mổ xẻ một cái thân xác thì người ta thấy được rất là nhiều cái bộ phận của người. Cái đó nếu như mà một cái vị bác sĩ như vậy, họ mà quản về 32 thế trước á, thì họ có thể thành công nhanh hơn những cái người khác hay không bạch ngay. Hoặc là những cái người mà dự như đánh bài 52 lá chẳng hạn, thì họ thuần thục trong cái môn đánh bài đó rồi thì sau này họ gặp cái giáo pháp rồi họ học thì cái khả năng đó nó có bổ túc được cho cái việc học pháp của cái người đó hay không. Bởi vì con nhớ đến có một cái trường hợp là một cái người siết đi đến dây rồi khi được nghe giảng về cái vấn đề cân bằng giữa tín tận niệm định tuệ thì cái vị đó hiểu ngay. Dạ, thì con xin dâng với tỉnh ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Nam mô Bổn Thầy giá, kính bạch Chư Tôn hèn giả, kính thưa chư quý vị. Câu chuyện về Đức Phật mà đứng nghe và đứng về
Trong chú giải thích là Ngài kính trọng cái pháp, dầu rằng pháp đó là do Ngài nói ra, nhưng mà Ngài vẫn kính trọng cái pháp đó bằng cách đứng yên lặng để nghe và không làm phiền cái người đang thuyết và những chúng sanh đang nghe. Anh em thấy ngay cả Đức Phật Ngài cũng kính trọng giáo pháp, chứ không mình thì ráng cố gắng học theo cái hạnh của Ngài. Còn cái chuyện mà chị bác sĩ mà mổ đầy đủ rồi đó, hỏi khi mà hành cái đó cây xả lô ma này kia ông sầm đó, thì có làm tốt hơn người đại không? Thưa không. Tại vì gì, bác sĩ chỉ học cái chế định pháp mà thôi. Còn cái người mà hành thiền á, là phải học thêm cái chân đế pháp. Tức là khi mà niệm kê xả lô ma nó khả thành ta tại chỗ đó, thì cái niêm mít nó phát sanh là cái điều quan trọng. Mình nhớ cái chuyện đó. Thì cái niêm mít phát sanh là gì? Thí dụ mình niệm kê xả, thì nó có sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái màu. Thí dụ đó là màu đen, thì cái người đó có thể chuyển qua hành thiền chỉ để mục là kasina, tức là màu đen, nghe không? À. Hoặc cái người đó đương niệm cây xả, tự nhiên cái niêm mít là cái sự dơ bẩn nó phát sanh, thì cái người đó có hành sẽ chuyển qua đề mục thiền về bất mỹ hay bất tịnh được. Trong trường hợp thứ ba, người đó cũng niệm vậy, cũng niệm cây xả. Nhưng mà cái trạng thái cứng mềm nó phát sinh, thì người đó có thể chuyển qua để hành thiền minh sát. Thì vị bác sĩ đó, họ biết ba mai thể được, nhưng họ biết theo cái chế định của y học mà thôi. Chứ họ không biết qua cái thực tính pháp của cái thực tính như là cái xả pha quá được, cái xả pha quá thâm được, thành ra không thể hành thiền được là vậy. Nên nhớ là Đức Phật đó, Ngài thiết 84.000 pháp môn, Ngài dùng cái chế định để Ngài thiết, nhưng mà cái người nghe mà hiểu qua cái thực tính pháp thì mới có thể đắc đạo quả được. Chứ mà hiểu thể mà nghe hiểu qua cái chế định pháp thì giống như mình Ngài tụng kinh, nghĩa là thăm chắc cặp của ta nói sửa rồi trọng kinh rách ta nói sửa ta tụng, nghĩa là nó phải nói chứ tu hành mấy chục năm là không có mà những bài kinh không thể nào tụng dưới 50.000 lần nữa, chứ đừng nói ít đó. Nhưng có thấy gì đâu. Tại vì mình chỉ theo chế định pháp mà thôi, thì không thể nào thấy được gì hết á, không thể nào thấy được sự thật của cái điều mà Đức Phật dạy đó. Thành ra những cái người mà khi mà ta nghe rồi đó, người ta tại sao ta đắc, thí dụ như Ngài Sa Di Bồ Tát, Ngài nghe Ngài Sa Chế nói đó, Ngài đắc là do sao? Ngài thấy được thực tính pháp. Ngài thấy lúc nào? Bởi vì mình nói rộng đó, tâm ma hệ tụ bác phá qua đó. Tức là Ngài không phải Ngài thấy hết, nên nhớ rồi lần tích tắc đó Ngài không thấy hết. Nhưng mình có thể mình nói với dê tâm ma đó là khổ đế, tức là Ngài phục trong những cái tâm thiện, tâm bất thiện gì nó trong cái khổ đế đó. À, có nhân là tập đế, tức là Ngài thấy rõ ràng cái điều kiện đó, nên Ngài mới đắc được. Mình bản pháp mình cứ nói về mai tu đi chia gì đâu. Đó, tại vì mình chỉ thấy có chế định pháp mà thôi, chứ mình không thấy được thực tính pháp. Đó, nghĩa là nổi cái chuyện mà kê xả lô ma không, đó là mình có thể mình hành thiền chỉ được, có thể hành thiền định được, có thể hành thiền minh sát được, thấy không? Là do mình thấy thực tính pháp. Bởi vì cái chế định nó có 3 chuyện: chế định có thực tính pháp 100%, chế định có thực tính pháp 50%, và chế định không có thực tính pháp. Thì những cái vị bác sĩ đó họ thấy cái đó là chế định không có thực tính pháp, thành không thể hành thiền được. Còn hãy thấy chế định đó có một nửa thực tính pháp thì họ hành thiền chỉ được, nhưng mà thấy chế định có thực tính pháp 100% đó là họ hành thiền minh sát được. Vấn đề là nằm chỗ đó. Đó, chứ đâu phải là bộ bác sĩ họ rành về cơ thể này rồi họ hành thiền được không, được, tại vì họ chỉ học về chế định pháp không mà thôi. Nam mô Bụt Tha Gia Kính Bạch Chư Tôn Nguyện Gia Kính Thưa Chư Cần Sinh Nam Mô Trong Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào phát sinh do pháp tội trong ngày hôm nay
xin hãy làm mối duyên lành để tất cả chư tông hiền giả cùng cần chính năng nữ trong đạo tràng này có được khả năng chấm dứt các pháp ngũ ngạm này tâm. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mại, Nam mô Sang Khai, Nam mô Đất Tạ Na Tạ Giá Sa. Cô Mê Ta lên hồi hướng tụng kinh gì rồi nhờ sư Tài Đức tụng rút thuốc dùng nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mại, Nam mô Sang Khai. Dạ. Không biết trong đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn sư Quán Không đã cho biết tín hiệu là nghe được âm thanh của con rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức cùng quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Thệ Duyên, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Liễu Tông đã trả lời câu hỏi trong đạo tràng chúng con. Dạ, giờ đây có sư Quán Không, thì con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo và xin sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Uttamang ghe na quan đề hằng bà đa bằng sùng qua uttamang bút thể vô khá lý tổ đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vì chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xả tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng thâm mạnh cha đu quý thần qua rằng thâm mẹ vô ca li tô đô sô thâm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng sang khanh cha đu quý thốt ta măng sang khê vô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính nhân lên đến sư Quán Không, xin sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Và con kính nhân lên đến sư. Lo đi làm ăn. Dạ alo. Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Mà, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Tọa Liễu Tông, Thượng Tọa Quán Không cùng chư tôn đức tăng đang diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt chư tăng để phúc chúc báo đến toàn thể đạo tràng. Tê tha la tha su khít ta vi đu la ha put tha sa sa ne a ro ga su khít ta ho tha sa ha sa pe hi nha ti phi. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và người cha na ga tha. Các
cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.